Thưa quý vị, vào tối qua ngày 25 tháng 9, Bộ Ngoại giao đã chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận 1,05 triệu liều vaccine Abdala, 1.000 máy thở cùng nhiều trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống COVID-19 được chuyển về Việt Nam cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trở về sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba và tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Lô vaccine gồm 1,05 triệu liều, trong đó có 900.000 liều nằm trong hợp đồng mua 10 triệu liều mà Việt Nam đã ký với Trung tâm Kỹ thuật Sinh học và Di chuyển Cuba. 150.000 liều còn lại là một nghĩa cử cao đẹp mà đất nước Cuba anh em dành tặng Việt Nam. Cùng về với lô vaccine này là 1.000 máy thở cùng nhiều vật tư y tế để phòng chống COVID-19 mà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng các đối tác Hoa Kỳ với tinh thần tương thân tương ái thông qua Chủ tịch nước gửi tặng nhân dân Việt Nam.